Dựa trên nguyên lý dựa vào thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe, thị xã Sapa đang đẩy mạnh việc xây dựng và hình thành một số tour du lịch chữa lành trên địa bàn. Hiện sản phẩm du lịch chữa lành tại thị xã Sapa đã được ra mắt với 5 lựa chọn cho du khách. Yoga trên danh thắng núi Hàm Rồng, yoga kết hợp với các phương pháp trị liệu truyền thống dân tộc dao đỏ xã Tạp Phìn, yoga và danh thắng ruộng bậc thang, yoga kết hợp giải pháp trị liệu tắm rừng tại suối vàng, thác tình yêu, yoga kết hợp khám phá văn hóa dân tộc mông ở hầu trương ngày các gói sản phẩm mang tính chuyên biệt có sự tư vấn của các chuyên gia có đủ uy tín kỹ năng và kiến thức để hỗ trợ thực hiện các nội dung cùng với đó sapa cũng đang đẩy mạnh tiếp thị đến nhóm khách hàng quan tâm đến lĩnh vực này